Sáng nay, Agribank chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2024. Năm 2023, nguồn vốn tại Agribank chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính có nhiều biến động. Tổng nguồn vốn huy động quy đổi Việt Nam đồng đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 đạt trên 12.530 tỷ đồng tăng 14,7% so với đầu năm, đạt 107,2% so với kế hoạch giao. Bên cạnh việc hoàn thành các nhiệm vụ kinh doanh được giao, Agribank chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc luôn phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn, thực hiện tốt các cuộc vận động xã hội từ thiện nhân đạo do các cơ quan trung ương và địa phương phát động. Việc đóng góp ủng hộ các quỹ từ thiện xã hội đã nhận được sự đồng tình của toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động trong toàn chi nhánh. Năm 2024, Agribank chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp điều hành hoạt động kinh doanh với mục tiêu trọng tâm nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo thu nhập cho người lao động, tập trung tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, phù hợp với khả năng quản lý, tích cực đẩy mạnh công tác quảng bá thương hiệu, phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ, quyết liệt trong công tác kiểm soát nợ xấu và thu hồi nợ sau xử lý rủi ro, giám sát toàn diện các yếu tố rủi ro trong hoạt động giữ vững kỷ cương kỷ luật điều hành kinh doanh